Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu 8 tháng 3 2019, đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có tin tài liệu do Minh Thúy thực hiện, Nga tiến hành thử nghiệm hòa thiện Burevestnik và chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi tin tài liệu. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Nga tiến hành thử nghiệm mới về hỏa tiễn hành trình bằng năng lượng hạt nhân. Hỏa tiễn hành trình bằng năng lượng hạt nhân của Nga với kỹ nghệ vũ khí thời chiến tranh lạnh, nghe có vẻ điên rồ, đã trở lại. Bài viết đăng tải trên tờ Sputnik cho biết là các phương tiện truyền thông tiếp tục phân tích khả năng của các hệ thống vũ khí mới của Nga mà Tổng thống Vladimir Putin đã tiết lộ vào năm 2018, bao gồm hỏa tiễn hành trình Phoenix và ngư lôi Poseidon. Tờ Popular Mechanics tập trung sự chú ý vào hỏa tiễn hành trình xuyên lục địa với tầm bắn không giới hạn. Phoenix trang bị động cơ hạt nhân, được NATO định danh là SSC X9 Skyfall. Phoenix được thiết kế để tránh các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của Hoa Kỳ. Phoenix có thể bay hàng giờ hoặc là ở trên không gian vài ngày, bay vòng quanh hành tinh và hoạt động độc lập. Phoenix có thể vượt qua những khoảng cách khổng lồ theo quỹ đạo rất phức tạp, đến nay được coi là không thể có được, để khai thác lỗ hổng trong mạng lưới phòng thủ hỏa tiễn mà hầu hết các vũ khí có thể đạt được. Và đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ. Phoenix có thể vượt qua Thái Bình Dương, bay qua Nam Mỹ và xâm nhập vào không phận Mỹ từ Vịnh Mexico. Bài báo được đưa ra một ví dụ về khả năng sử dụng vũ khí mới của Nga. Cuộc thử nghiệm được diễn ra vào ngày 29 tháng Giêng 2019 tại Kaputik Yar, vùng Ashkatan, một trong những căn cứ thử nghiệm vũ khí lớn của Nga. Công việc thử nghiệm hiện vẫn đang diễn ra. Tổng cộng, Nga đã tiến hành 3 vụ phóng nguyên mẫu hỏa tiễn Phoenix và thử nghiệm vừa qua được xác định là lần thành công đầu tiên. Sự ra mắt của Phoenix tạo ra định danh vũ khí hoàn toàn mới là loại hỏa tiễn chiến lược được trang bị động cơ hạt nhân với tầm bắn và thời gian hoạt động không giới hạn, có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân và nhiều tính năng chưa từng có tiền lệ khác. Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức tuyên bố trong thông điệp liên bang về sự tồn tại của vũ khí này vào tháng 3 năm 2018. Putin đã mô tả khá chi tiết về loại vũ khí này. Sau này được đặt tên là Phoenix, thông qua một cuộc thăm dò ý kiến của công chúng Nga vì có phạm vi không giới hạn, với khả năng động cơ không giới hạn. Đầu những năm 1960, Hoa Kỳ đã cố gắng chế tạo một loại hỏa tiễn bay bằng năng lượng hạt nhân tương tự, được biết đến với cái tên được gọi là dự án Prudhoe. Dự án này nhằm phát triển một hệ thống vũ khí có tên là Supersonic Low Altitude Missile, được gọi tắt là SLAM. SLAM được cho là bay với vận tốc Mach 3.5 ở độ cao thấp và đẩy một lượng H-bomb đến các mục tiêu của đối phương. Nhưng dự án Prudhoe đã bị hủy vì sự ra đời của hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Trên thực tế, vì không có cách nào ngăn được sự phát phóng xạ ở khắp nơi khi thử nghiệm, hỏa tiễn Nga có thể không bay với vận tốc là Mach 3.5 nhưng mang theo H-bomb. Nhưng nó có một trong những lợi thế lớn so với dự án Prudhoe là không nghe nói tới vật thể bay được hỗ trợ. Hỏa tiễn Phoenix sử dụng công cụ động cơ phản lực và thường có tầm bắn là 1.000 mao hoặc là xa hơn, một giới hạn được quyết định tùy thuộc vào nhiên liệu được cung cấp. Vì bay bằng năng lượng hạt nhân nên thời gian bay có thể lâu hơn, có thể ở lại trên cao trong nhiều ngày và bay các tuyến đường phức tạp để khai thác lỗ hổng phòng không của đối phương. Nếu Phoenix đi vào hoạt động, sẽ là một vấn đề rất quan trọng. Nga có thể phóng hỏa tiễn hành trình từ lục địa châu Á. Chúng vượt Thái Bình Dương, đi vòng quanh Nam Mỹ và xâm nhập không phận Hoa Kỳ từ Vịnh Mexico, sẽ đến mục tiêu mà trước đây không thể thực hiện được. Điều này sẽ buộc Washington phải tài trợ cho một số ngân sách cho mạng lưới phòng không của mình, nơi mà các cuộc tấn công trên không sẽ đến từ phía Bắc, phía Tây hoặc là phía Đông mà không phải ở phía Nam. Phoenix với 13 chuyến bay thử nghiệm và chỉ có 2 chuyến bay thành công. Hỏa tiễn hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân vẫn còn trong vòng giai đoạn phát triển.
có thể nó không bao giờ tham gia trong công tác và thậm chí có thể được trao đổi thỏa thuận kiểm soát vũ khí trong tương lai. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta chắc chắn là sẽ nghe nhiều hơn về Skyfall trong tương lai gần đây. Song song với Pulvenic, Nga đã tiếp tục công bố kết quả thử nghiệm của phối hợp vũ khí nổi bật khác, ngư lôi Poseidon. Tương tự như là Pulvenic, ngư lôi này được trang bị động cơ hạt nhân, có tầm hoạt động gần như không giới hạn và đạt tốc độ lên tới 108 hải lý cho một giờ, tức là 200 km một giờ. Đối với một thiết bị hoạt động ở dưới nước, đây thật sự là tốc độ cao. Để so sánh, tàu ngầm hạt nhân nhanh nhất thế giới đã đạt được tốc độ tối đa là 44.7 hải lý cho một giờ, tức là khoảng 83 km một giờ. Theo thông tin từ tờ Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Nga, thì Hải quân Nga sẽ nhận 32 đại ngư lôi Poseidon và hai tàu ngầm mang ngư lôi để trang bị cho hạm đội phương Bắc và hạm đội Thái Bình Dương. Những thông tin này đã thực sự khiến cho các quốc gia Tây Phương lo ngại. Cựu lãnh đạo lực lượng phòng không hợp nhất khối SNG, Itel Baidev, nhận định trên tờ Defense News. Với những gì Nga đã giới thiệu, người Mỹ nhận ra rằng trong vòng 5 cho tới 10 năm tới, Washington sẽ không thể có loại vũ khí tương tự. Trong khi đó, tờ British Express Daily và Fox News của Anh Quốc trích dẫn tuyên bố của cựu cố vấn cao cấp Bộ Ngoại giao Mỹ, Kristen Welton. Nga đang phát triển cỗ máy hủy diệt ngày tận thế, có thể phá hủy những thành phố lớn của Hoa Kỳ. Vụ nổ của ngư lôi năng lượng nguyên tử mang đầu đạn hạt nhân có thể gây ra một đợt sóng thần cao 300 feet đánh vào bờ biển của Hoa Kỳ. Theo Defense News, thì sự xuất hiện của các loại vũ khí mới như Pulvenic, Mỹ đang phải xem lại chiến lược phòng không và phòng thủ hỏa tiễn với mục tiêu đối phó tốt nhất với các mối nguy cơ đến từ Nga và Trung Cộng. Đây cũng là lý do khiến cho việc phát triển vũ khí phòng không là một trong những ưu tiên hàng đầu của Ngũ Giác Đài vào năm 2019 với chiến lược phòng thủ hỏa tiễn mới. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Mỹ chỉ cho thấy là họ đã chậm chân hơn Nga như thế nào trong cuộc đua kỹ nghệ hỏa tiễn lần này. Tuy nhiên, có vẻ như những nỗ lực hỏa tiễn thành công của Nga không nhằm vào năng lực thực sự, mà là mục tiêu để quảng cáo cho thị trường vũ khí quốc tế. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới. Chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Thông báo: kể từ hôm nay cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2019, tại quận Fairfax, Virginia có dịch vụ khai thuế miễn phí cho những cá nhân hay gia đình có lợi tức năm 2018 từ 55.000 trở xuống. Khi đến các trung tâm khai thuế, xin quý vị cần mang theo các giấy tờ quan trọng của quý vị và người khai trùng. Trung tâm khai thuế miễn phí có nhân viên nói tiếng Việt. Fairfax Skill Short Center, Annadale, 7611 Little River Turnpike, phòng 330, Annadale, Virginia, 22003. Phục vụ vào ngày 26 tháng Giêng đến ngày 13 tháng 4 năm 2019, vào các ngày thứ Tư và thứ Năm từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mọi liên lạc xin gọi ông James Hoàng Đỗ, 703-533-5471. Gala Linh Ca. Trong đời sống mục vụ của người linh mục, thì tiếng hát, lời ca nguyện của người mục tử không quên lời kêu cứu của những mảnh đời bất hạnh. Đức Giáo Hoàng Francisco đã lên tiếng: người nghèo không thể đợi. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm Linh Ca Cha Cha Cha, The Singing Priest, những người linh mục lại một lần nữa mang lời ca đến với người nghèo không thể đợi. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng đến tham dự buổi tiệc gây quý vào lúc 6:30 thứ Sáu ngày 22 tháng 3 2019 tại Golden Sea Restaurant. Được sự trợ giúp của các nhóm và tổ chức Francisco Răng Xuân, Project Việt Nam, Tủ Thuốc Tình Thương, Chén Gạo Tình Thân, Chuối Hạt Hy Vọng, Viên Gạch Nhân Ái, Jeff Người Phong, Bonjour and Hello Việt Nam, Học Bổng Dẫn Thân Nguyễn Văn Thuận, Công Tác Y Tế Tình Thương. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng đến tham dự.